Banh và một tờ lá vé ha. Và vòng loại tiếp theo cũng là 10.000 đồng cho mỗi một tờ lá vé. Quý vị mình ủng hộ, tham gia tham từ ủng hộ cho vòng loại này luôn nha. Và để lót nền cho vòng loại này, để nàng tiên cá đi thay đồ phục vụ quý vị tiếp, em xin gửi đến quý vị và ca khúc được mang tên Chờ Người, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chờ em hôm qua đến giờ đó. Rồi, vòng loại này cũng là vòng loại thứ ba rồi quý vị ơi, chương trình tham gia tham dự ủng hộ và 10.000 đồng cho mỗi một tờ lá vé tiếp theo luôn nha quý vị nha. Bạch Tuyết ơi, nhảy em ơi, Bạch Tuyết. Hey! Let's go. Cho nhạc lớn xíu anh ơi. Người con gái đứng nghiêng nhìn vành non lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiên tha. Lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa, mà năm tháng đã dần qua. Chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vàng, chiều chiều ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng. Lời buồn đêm khuya thức trắng, chiều chiều đi theo ánh nắng, lời thề ước dưới ánh trăng. Tình là tình cô đơn tái thế gió lạnh mùa đông, ngọn đèn dầu chiếc bóng đêm phù phòng. Và mỗi lần chim én đưa tình con đỏ sang sông, môi mắt em chờ mong. Sầu thương đã lỡ trách chi riêng mình tạm dở, đời người con gái chỉ có một lần ước mơ. Nào ngờ tình yêu chắc chớ, tình đẹp là tình bơ vơ, chờ người đến bao giờ. Chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiên tha, lòng ngàn sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa, mà năm tháng đã dần qua. Chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng, ngày ngày ra đón biết đâu em còn nhớ chăng. Lệ buồn đêm khuya thức trắng, chiều chiều đi theo ánh nắng, lời thề ước dưới ánh trăng. Tình là tình cô đơn tái thế gió lạnh mùa đông, ngọn đèn dầu chiếc bóng đêm phù phòng. Và mỗi lần chim én đưa tình con đò sang sông, môi mắt em chờ mong. Tình là tình cô đơn tái thế gió lạnh mùa đông, ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi phù phòng. Và mỗi lần chim én đưa tình con đò sang sông, môi mắt em chờ mong. Sầu thương đã lỡ trách chi duyên tình tàn dở, đời người con gái chỉ có một lần ước mơ. Nào ngờ tình yêu chẳng chớ, tình đẹp là tình bơ vơ, chờ người đến bao giờ. Vâng, xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều vừa thưởng thức qua ca khúc được mang tên Chờ Người. Và ngay từ bây giờ thì bên dưới nhân viên của em hết vé luôn hả Bạch Tuyết? Đâu rồi? Molly Fashion ơi, đem vé cho Bạch Tuyết giùm em nói chuyện.